开始录了。好，那请他再重新自我介绍一次。好，那你们看老板他们了没有？老板你好，请上，请上我介绍一下，我叫黄文德，我今年23岁，我身高1.64米，我体重69公斤。我还没结婚，我现有6个人，我住在宜安省，我高中毕业，我介绍完了，谢谢老板。谢谢。你说有那个4个兄弟姐妹，对不对？对。Em là nhà có 4 anh chị em đúng không? 3 anh chị em à? Thao, thế thì nhà chỉ có 5 người thôi. Tha chia chỉ có 5个人, không phải 6个人. OK, hảo là chúng ta nghe chưa? Ừ, là. Em là út đúng không? Sư, ta sư tuyệt xảo đó. Có lão bản giao cho ta rồi mà. Ờ, có lão bản giao cho ta rồi mà. Không có đúng không? Tha tha mấy yếu cho yên đó. À, hơn kiểu này. Uống rượu không? Không ạ. Chắc chắn không? Một ít, một ít. Chứ cao xinh được sở hữu hư y điện. Tha có nghĩa là em làm qua những gì? Em làm qua lắp ráp rồi này. Với cả là thao tác máy điện đúng không? Đúng rồi. Tha chú qua nơi cửa an trang công khớ thao chú truyền thống chơ chóng đó. Em làm là bao nhiêu lâu rồi? Làm một cái tiệm truyền thống ấy. Từ năm bao nhiêu? Là từ năm bao nhiêu? Từ năm 2015 không? Năm ngoái, năm ngoái. Năm 2016. 2016. À, ta zuo da gai khoai 1年 de. Khoai 1年. À, shi. Ta de qi jiao qi 100 de ke dao zhen zai, 2013 dao zhen zai. 对对, ta jiu shi yi 就是先做那个安装工，然后才做那个传统车床的。它是安装什么东西？那个拉萨皮子呢？没事吧？电哥，好了，拿的电皮子。啊，他做那个螺丝的。哦，螺丝的。是是。就是那个锁螺丝，是不是？对。哎，好，你抓到我快了。是那他现在，他我说没有加班的，但是他不配吗？给客人当单，哎，主录主编天呀，我们录比了，再一我们录再一我们就比了正常哎，是哦，等于吗？他同意的。他同意，因为我现在很多普通的，好，都普通一些人，那我如果明天没有选到，让他安排到别的工作，那我就退钱。他同意的。他同意吗？是。如果说这个工厂现在可以停班吗？您可以再说一遍呢。如果说工厂他们有，因为他们有白天的班跟晚上的班，如果说做晚上，他可以吗？我明白。工厂里头是有2家呢，2家，又不累。có nhưng mà tự nhiên nó bị tối đi vẫn như vậy đúng không? Nhưng mà là tối nhất có 2 ca, 2 ca sáng và 2 ca tối. Ví dụ như sang bên kia mà người ta sắp xếp cho em là 2 ca tối thì em có ok không? Tha thú nghi được. Nếu tha sức khỏe ok rồi mà em khám sức khỏe ok rồi. Ok. Tha ok là. Ok, hoặc là có tâm lý à? Tùy tùy.
对，是是是。OK， 好，那没问题。那你这个等一下录好的东西哈，再转给我。好好，那我发那个 link 给你哦。好。嗯，好好。好，谢谢。嗯，谢谢。谢谢。好，谢谢。我们这，我们这边吧，来，欢迎，欢迎，欢迎。这您是王国勇。好，你等我一下，等我一下。嗯，好。老板您好。那你别。老板您好，我叫王火龙，我今年六十岁，我身高163，公分了，我体重51公斤，我还没结婚，我家开海产厂，我家有4个人。四个人。我高中毕业，我介绍完了，谢谢啊。你家里有没有兄弟姐妹？兄弟我没有姐。安琪安什么？安某安家的。安家。啊，他有一个弟弟。你多大？安家有一个八六五。啊，他现在还。还那个是国中学生的，还小的。他没有抽烟。啊，就是高兴的时候，就是像刚才一样的那个。是是，刘满红，不多一点的，控制好吧？他不会抽烟的。你可以再说一遍吗？他做什么工作？哎，老板，你给自己说呢。phun rồi lắp các đồ chơi trẻ em với cả là sơn lắp các đồ chơi trẻ em à có cả các tóc máy không mộc biết không à ta chưa qua phóng rân cung hay ở an trang cho sư xẻo hái xẻo hái cho nên là quán truy đây hay ở nên là thao chưa qua nên là mu sản phẩm đó em cái ngày xem làm may thì em làm được khâu nào này khâu mà dập phúc mà quy áo quy quần phúc áo à tha cho cái cơ khâu chứ chứ là cái bộ môn đấy à chống khâu chứ mà đấy đấy chứ là cái dùng máy dập phúc à tha chứ là dùng thao tác công chứ là dùng cái cơ chi rồi hôm 怎么说呢？就是打的那个扣子。打扣子。对对对。啊。嗯，打扣子。对对。那我的扣子，那如果说晚上上班他 OK 吗？上班接呢，比如我开单，那他上班接呢，他得连活，这么快？那没有啊。嗯，他愿意的。是。还有，那他身体好了吗？哎，那他们身体好了，都后半年了。他们出差了。他出差没管的。出差没管的。啊，他已经检体已经好了。他已经 OK 了。对对对。那我问他，摆脱清单风格还是摆脱？哎，木草莓呢？嗯，三百吧，三百。九九。嗯。63，大概就是1米64-65的。好好，那就好，好，165。嗯，是。那你好，你好。很像吗？
它有一点点，可是很模糊了，这个地方。 Từ từ thôi, cho đúng này.